Hi, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Tí Tiền Tỷ đây. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với Minecraft Sinh Tồn trong phiên bản 1.16.1. Và ở tập trước đó bạn, thì mình đã có được cho mình một cái chỗ farm mật ong ở phía bên dưới một cái khe nứt. Thì ở tập trước mình có hỏi các bạn là chúng ta có nên ấp kín là cái khu vực này hay không đó các bạn, để cho mấy em ong không có bay ra ngoài lung tung ấy. Thì có khá là nhiều bạn yêu cầu mình là ấp kín lại, và cũng như là cũng có một vài bạn lại yêu cầu mình là đừng có ấp kính lại các bạn, đừng có ấp kính lại, bởi vì ấp kính lại thì nó sẽ mất tự nhiên ở khu vực này nè, cũng như là nó sẽ không đẹp ấy, cũng như là mấy em ong thì nó sẽ không có bay ở phía bên ngoài thì nó sẽ cũng không đẹp cái map của mình. Cho nên là mình thấy ý tưởng là cũng hay hết các bạn, cho nên là mình quyết định là chọn cái giải pháp là sung sướng nhất, đó chính là không ấp kính lại các bạn. Không ấp kính có nghĩa là mình sẽ không cần phải làm gì hết, không cần phải xây dựng quá nhiều đó các bạn, sẽ rất là sung sướng luôn. Nhưng mà cái khuyết điểm đó chính là những cái hùng mật của mình đó bạn, nó sẽ lâu có mật hơn nè, tốc độ ra mật chậm hơn. Nhưng mà mình thấy là mật nhiều quá đó các bạn, thì mình cũng không biết làm gì cho hết đâu, cho nên là thôi kệ nó đi bạn, cứ để cho nó tự nhiên bay lượn ở phía bên ngoài cho cái map của mình nó đẹp hơn nha. Như vậy thì nó sẽ sướng hơn cho mình, mình không cần phải kiểu như đi nấu kính rồi ốp lại cái khu vực này cho nó mất công. Và ở tập trước á thì mình dự định đó các bạn, là mình sẽ làm cho mình một cái tổ ong chúa bạn, xây dựng một cái tổ ong chúa ở phía bên ngoài này nè. Ai, ở phía bên ngoài này chắc là mình sẽ làm cho mình một cái cây lên phía bên trên, rồi sau đó thì mình sẽ treo cái tổ ong xuống phía bên dưới, nó hồng xuống phía bên dưới nè bạn. Đấy, nó ngay trước cái cửa hang này nè, thì nó sẽ đẹp hơn nha. Đấy, và để làm thì mình có cho mình gỗ văn sam nè. Gỗ văn sam thì bên đây mình có cho mình là 2 stack mấy thôi, hơi là ít các bạn. Cho nên là mình sẽ đi ra phía bên ngoài, đấy, mình sẽ chặt cái cây xuống bạn. Ở đây là cái cây mà mình trồng nè. Đấy, nó có 4 ô vậy thì chúng ta sẽ chặt rất là nhanh luôn nè. Thôi, bay lên phía bên trên và mình sẽ hạ nó xuống nha. Rồi, sau khi đốn hạ cái cây đó các bạn, thì mình cũng đã có cho mình thêm được một stack gỗ nữa các bạn. Cho nên bây giờ thì mình nghĩ chắc là cũng đủ rồi đó. Mình sẽ sử dụng cái mớ gỗ này. Wow, nó lắc. Bay đi, nó load map đó các bạn. Thì mình sẽ sử dụng cái mớ gỗ mình đang có để mình chuyển thành những cái block gỗ cho nó vuông lại đó các bạn. Đó, như vậy nè. Thì mình sẽ lỗ đi một mớ đấy, nhưng mà như vậy thì nó sẽ dễ xây dựng cho mình cái cây hơn nha. Cái cây thì mình sẽ xây dựng nó, dọn dẹp tuyết ở phía bên ngoài này cái đã. À, cái cây thì chắc là mình phải xây dựng ở phía bên ngoài này, rồi sau đó thì chắc là không có cần dọn dẹp tuyết đâu bạn, để vậy xây luôn cũng được. Cái cây thì mình sẽ xây dựng một cái cây kiểu như giả lập cái cây cổ thụ đó bạn. Cái cây cổ thụ ở phía bên ngoài thì mình sẽ xây dựng tùm lum tùm la hết các bạn. Nói chung là xây dựng tùm lum tùm la ra phía bên ngoài và cho cái rễ cây nó mọc tùm lum ra luôn bạn. Đó, và như vậy thì hơi nhiều á, chắc là lên trên này một cái đi. Rồi, trên này một cái luôn, lên trên này luôn các bạn đó. Và đây thì mình sẽ bắt đầu kéo lên cho mình một cái thân cây đó bạn, hình vuông lên phía bên trên và cũng cho nó mọc tùm lum hết luôn đó. Cứ như vậy là mình kéo lên, chắc là mình sẽ cho nó cong qua phía bên đây một chút nữa bạn, cứ kéo lên trước cái đã rồi tính sau cái nha. Ở đây thì làm sao cho nó thật là tự nhiên cái cây cổ thụ của mình đó các bạn, thì mình cứ vậy kéo lên nha. Đó, kéo lên luôn và kéo cái đoạn thẳng lên cho nó cao cao một chút đi, rồi sau đó thì mình sẽ tính cho nó cong cong qua một chút. Ở đây thì mình có thể kéo lên phía bên trên và lâu lâu thì mình sẽ lấn ở phía bên ngoài một chút đó các bạn, để cho nó cong qua nha. Đấy, nó cong qua phía bên này một chút nè đó, và tốn kém khá là nhiều gỗ luôn đó các bạn. Và ở đây thì mình còn nữa nè, mình sẽ chế tạo luôn cho nó thành block gỗ như vậy hết để chúng ta dễ dàng xây dựng các bạn. Và ở đây thì phải mình để đi xuống dưới để ngắm nhìn cái cây thử xem có ổn chưa. Đó, cái cây của mình chắc là phải cong qua phía bên đây các bạn, nó sẽ quẹo qua phía bên đây. Bây giờ thì mình sẽ cho nó quẹo, nó làm sao nó nó quẹo qua phía bên đây một chút để cho mình có thể treo cái tổ ong vô cái đoạn cong của nó nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình cần phải leo lên phía bên trên nè. Đó, xây dựng đây nó hơi khó một chút các bạn, do là xây dựng tự nhiên các bạn. Đôi khi chúng ta xây dựng theo một cái thiết kế nào đó thì nó còn dễ hơn là xây dựng tự nhiên nữa. Xây dựng tự nhiên thì mình sẽ ốp tùm lum tùm la hết, nhưng mà ốp một hồi thấy xấu quá các bạn, là coi như là phải đập ra xây lại luôn ấy. Cũng khá là đơn giản các bạn, cuối cùng thì mình cũng đã có được một cái cây cong qua và nó sẽ ẹo xuống phía bên dưới này nè. Ở phía bên dưới này thì cái cây này thì mình sẽ cho nó là một cái cây bị chết đó các bạn, cho nên là nó sẽ không có lá nha, cây bị khô rồi đó các bạn, nó sẽ không có lá đâu. Và công việc tiếp theo của mình bây giờ là mình cần phải chế tạo cho mình những cái cầu thang. Thì gỗ của mình có ở dưới này nè, gỗ thì lần trước mình có dưới này, gỗ sổ xoài nữa bạn. Mình sẽ chế tạo cho mình những cái lan can cầu thang để mình sẽ làm cho mình giả lập cọng dây đó bạn, kiểu như là cái cọng dây nó dính ở phía bên trên lên á. Thì ở đây mình có thể sử dụng cho mình cái dàn giáo để chúng ta bắt lên phía bên trên và xây dựng. Đây nè, mình sẽ đặt cái dàn giáo ở ngay chỗ này nè, kéo lên phía bên trên nha. Mình sẽ dập giả lập cho mình một cái cọng dây hồng xuống phía bên dưới và sau đó thì mình sẽ treo cái tổ ong lên trên cái cây này là hợp lý luôn đó các bạn. Ở đây thì mình sẽ làm cho nó ngay chính giữa nè, đó.
và nó hồng xuống phía bên dưới và cho nó ẹo qua một chút các bạn. Đó, nó ẹo qua một chút bây giờ cho nó tạo cảm giác nó tự nhiên hơn nha. Và mình sẽ bay ra phía bên ngoài để chúng ta kiểm tra luôn. Cũng như là mình sẽ đi lên phía bên trên, mình sử dụng cái khối sáp ong đó bạn. À, nhìn vậy cũng ổn rồi đó. Mình sẽ sử dụng cái khối sáp ong để chúng ta chế tạo cho mình thật là nhiều những cái block sáp ong nữa bạn. Nhưng mà mình chưa có dọn dẹp nữa. Mình lấy những cái tổ ong đi rồi, nhưng mà mình chưa có dọn dẹp. Bây giờ thì mình sẽ lấy cho mình cái sáp ra để chúng ta bắt đầu chế tạo. Thì đây chắc là đá mình cất ở trong này đi. Xương nữa nè, trời ơi tầm lum. Cái chòi non nữa nè. Ở đây nè, khối sáp ong thì mình sẽ chuyển thành cho mình những cái block hết luôn để chúng ta trang trí nha. Đấy, ở đây sử dụng cái khối sáp ong này là hợp lý nhất luôn nè. Bởi vì không có cái khối nào nó hợp lý hơn đâu. Cho nên là mình quyết định sử dụng luôn. Và ở đây thì mình sẽ kéo cái dàn giáo ra để chúng ta ốp vô luôn nha. Mình sẽ ốp cho mình khoảng đâu đó là chắc là 3x3 trên này đi bạn. Một cái tổ ong có ở trên là 3x3 luôn nha. Đấy, mình sẽ có một cái tổ ong là 3x3 trên này, hay là đập bỏ bớt các bạn. À, mình nghĩ là mình sẽ đập bỏ bớt những cái phần gốc này đi cho nó trở nên đẹp hơn nè. Ví dụ như cái gốc này mình sẽ đập bỏ đây nè. Đó, rồi sau đó thì mình sẽ ốp ở phía bên dưới này ra. Và dưới này thì kéo ra rộng rộng một chút. Làm thành một cái sàn đây luôn các bạn. Làm thành cái sàn đây để chúng ta có thể dễ dàng đi tới đi lui trên này. Tập sử dụng dàn giáo riết cho nó quen các bạn. Lúc trước thì mình ít sử dụng dàn giáo lắm cho nên là mình không có quen cái sử dụng cái dàn giáo ấy. Cho nên từ bây giờ thì mình sẽ bắt đầu tập tành sử dụng những cái dàn giáo để cho dần dần nó quen nha các bạn. Mình hay là xây dựng, mình vừa xây dựng mình vừa đè xếp đó các bạn. Cho nên là đứng trên dàn giáo thì rất là khó để xây dựng. Và đây thì mình đã có được cho mình một cái tổ ong rồi đó bạn. Dài xuống phía bên dưới. Và phía bên dưới này chắc là mình sẽ kéo thêm cho mình những cái ô ở phía bên dưới này nữa. Hay là cho nó bự ra thêm một ô nữa các bạn. Ở đây thì mình mới có 3x3 thôi à. Chắc là mình sẽ cho nó bự ra thêm một ô nữa. Cho nó bự đó. Để bọc ở phía bên ngoài lại luôn nha. Ở phía bên trong thì chắc là mình sẽ sử dụng đèn nấm đó bạn. Để ốp ở phía bên trong cho nó sáng nha. Ở đây thì lát nữa chắc mình phải lấy những cái tổ ong ở phía bên trong đó bạn. Đấy, mấy tổ ong đó đem ra phía bên ngoài này mình lắp vô đây. Để cho có ong nó đi ra đi vô nha các bạn. Và ở trong này thì mình có cho mình những cái tổ ong nữa bạn. Mình sẽ đập ra để mang ra phía bên ngoài trang trí luôn nha. Ở đây thì mình sẽ ốp cho nó kiểu như cho nó làm sao cho nó ngay chính giữa này nè các bạn. Đấy, ở đây là cái chính giữa nè. Ở trên này một ô và dưới một ô. Và đây đây ở chính giữa. Ở đây chính giữa thì mình sẽ ốp cái tổ ong vô. Đói. Mỗi một góc vậy là mình sẽ ốp 4 cái các bạn. Mình lấy 4 cái để mình ốp 4 góc vậy nè. Mỗi một góc một cái hết luôn nha. Đó, như vậy là chúng ta đã xong được cái tổ ong rồi đó các bạn. Tổ ong chắc là mình cần phải trang trí thêm, ví dụ như là mật ong đồ các kiểu các bạn. À, lắp mật ong đồ vô. Mình sẽ làm cho mình khói mật ong luôn các bạn. Mật ong thì ở đây thì chắc là mình cũng có mật ong rồi đó. Ở đây nè đó. Ở trên này chắc là nó hút ở trên này chắc là nó bị lỗi gì đó các bạn, nó không hút được nữa nè. Đấy. Cái này thì mình sẽ sửa lại nha. Còn bây giờ thì cứ lấy mật ong ra để chúng ta làm thôi. Mình có khá là nhiều rồi nè. Ong nhiều quá thì mình cũng không biết làm gì cho hết đó các bạn. Cho nên là thôi kệ nó đi. Cứ để cho mấy em ong nó bay lung tung cho nó đẹp cái map của mình nha. Và ở đây thì mình sẽ có cái khối mật ong nữa bạn. Đấy. Chế tạo như vậy thì chúng ta sẽ có được khối mật ong. Và nó sẽ trả lại cho mình những cái chai thủy tinh. Với cái chai thủy tinh thì mình sẽ... mình có công thức kìa bạn. Công thức quá muộn rồi. Mình đã làm hết rồi các bạn. Mình sẽ bỏ ra trong này nha. Và lâu lâu thì nó bị dính ra trên nữa. Và mình sẽ cất ở phía bên dưới này luôn. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng cho mình những cái khối mật ong này để chúng ta ốp kiểu như là ốp ở phía bên dưới này nè. Đó. Ốp tầm lum tầm la vô. Nếu như mà ở đây mình có nhiều cái tổ ong đó bạn. Thì mình có thể ốp nguyên cái này. Nguyên một cái khối bằng những cái tổ ong á. Thì nó sẽ đẹp hơn bạn. Nhìn nó sẽ có những cái lỗ nhỏ nhỏ vậy nè bạn. Đầy trên cái tổ ong á thì nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà ở đây thì số lượng cái tổ ong của mình thì nó chỉ có cho mình là 5 cái thôi. Cho nên là mình chỉ có thể làm được như vậy thôi các bạn. Đấy, mà để tìm những cái tổ ong này thì rất là cực luôn. Chúng ta phải đi rất là xa, tìm rất là cực các bạn. Cho nên là mình không có nhiều. Nên mình chỉ ốp như vậy thôi. Và cái phần cây này đó bạn. Nếu như mà mình làm cho nó kiểu như một cái cây bị khô đó bạn. Thì nhìn nó kỳ quá à. Chắc là mình cần phải cắt lá cây các bạn. Ở đây thì mình có lấy cho mình sắt nè. Thì mình sẽ sử dụng lá kéo này để mình cắt lá cây. Lá thì mình sử dụng cái lá này nó lại xấu các bạn. Cái cây thì mình biết là cây văn sam á, nhưng mà mình có thể sử dụng lá cây của cây gỗ sòi các bạn. Cây gỗ sòi thì nó sẽ xanh hơn và đẹp hơn nha. Thì mình sẽ lấy cho mình cái chòi non. Thì chòi non ở ngoài này nè bạn. Mình có farm và mình để ở phía bên ngoài này. Mình có này đây. Ở đây nè, đó, đây thì mình có một xương luôn các bạn. Có một xương mình đặt nó ra và mình sẽ búp cho nó mọc lên. Đó, mà chúng ta sẽ cắt. Mình sẽ sử dụng là phần lá cây này để mình ốp vô chỗ cái cây tổ ong của mình xem coi nó có hợp lý hay không nha. Hy vọng là nó sẽ đẹp. Ốp vô mà nó xấu thì coi như là xong luôn á. Mình sẽ làm kiểu như nó là một cái cây bonsai đó các bạn. Các bạn biết cái cây bonsai không? Cái cây bonsai là cái cây kiểng đó bạn.
cái cây cảnh á là nó sẽ có hình dáng rất là đẹp, cho nên là mình sẽ ốp vô. Cái cây bonsai thì thường là được cắt tỉa một cách rất là cẩn thận, cho nên là nó sẽ rất là ít lá các bạn. Mình sẽ sử dụng, ấy mình có 50 mấy cái lá luôn nè. Mình sẽ ốp làm sao cho nó đẹp ấy. Thì đứng ở đây chúng ta có thể dối tay vô trong và ốp tùm lum tùm la hết bạn. Để cho nó đẹp thì tự nhiên á thì mình sẽ ốp tùm lum tùm la hết. Một cái ốp rất là sung sướng đó chính là ốp tùm lum tùm la hết. Rồi, cuối cùng mình cũng đã ốp hết tất cả cái phần lá cây của mình đang có và mình sẽ đi ra phía bên ngoài để chúng ta kiểm tra lại luôn nha. Xem coi nó có được hay không. Và cái cầu này mình thấy nó bất hợp lý nè các bạn. Lát nữa mình sẽ sửa cái cầu này lại luôn nha. Còn bây giờ thì nhìn ở phần dưới này nó hơi thiếu lá nè các bạn. Nó hơi thiếu lá cây một chút. Chắc là phải ốp ở dưới này luôn cho nó đẹp. Vậy là mình cần phải đi trồng thêm cho mình một cây cũng như là mình ốp vô luôn nha. Và sau một hồi trang trí ốp lá cây lại đó các bạn, thì mình thêm một chỏm ở phía bên đây nữa nè các bạn. Để cho nó cân xứng cho nó đẹp nha. Chứ nó cong ở phía bên đây nhìn cái cây nó giống như muốn gãy đó các bạn. Đã vậy còn treo thêm cái tổ ong nữa. Cho nên là mình thêm một cái chớm ở phía bên đây nè các bạn. Đó, ở phía bên trong thì nó cũng sẽ có gỗ ở phía bên trong luôn nha. Nó là một cái thân cây chỉa là phía bên ngoài ấy. Và nó cũng sẽ có mọc lá. Nhìn nó hơi kỳ kỳ một chút nhưng mà không sao đâu. Như vậy là đẹp rồi. Và ở phía bên dưới này thì cái là mình phải trang trí cái phần đá này các bạn. Ở đây thì mình có rất là nhiều sáp ong luôn, cho nên là mình sẽ lấy ra trang trí cái phần ở đây nè. Ở đá ở đây thì mình sẽ đập bớt ra để chúng ta lắp cho mình những cái khối mật ong vô đây để cho nó đẹp hơn nha. Đó, ốp tùm lum tùm la hết luôn các bạn. Tổ ong mà bạn, phải có nhiều sáp ong ở trong này cho nó đẹp. Nhìn cho nó vàng vàng lung linh ở dưới này hơn nha. Và dưới này thì buổi tối đó bạn, thì mình nó cũng thấy là nó hơi tối, cho nên là mình sẽ sử dụng cho mình những cái đèn nấm để đặt vô phía bên đây luôn. Xen kẽ vô bạn, xen kẽ vô cho nó có nhiều màu sắc hơn nha. Rồi ở phía bên ngoài này thì mình có thể dọn dẹp tuyết rồi các bạn, để mình trồng hoa ở phía bên ngoài này luôn nha. Trồng dày ở phía bên ngoài này luôn, bởi vì cái tổ ong chúa của mình nó nằm ở ngoài này nè, nó cũng cần phải có hoa để lấy mật nha. Sau một hồi dọn dẹp cũng như là ốp những cái bông hoa xuống phía bên dưới, trồng cỏ lên các kiểu đó các bạn, thì tổ ong của mình bây giờ nhìn rất là đẹp luôn rồi đó bạn. Cái phong cảnh ở đây nhìn rất là đẹp nè. Đó, bây giờ thì mình có thể cho những em ong ăn để chúng ta sẽ có thêm những em ong baby nha. Và mấy em ong ở trong này chắc là đi làm việc hết rồi bạn, cho nên là không có ở đây nữa. Và đây thì có nè, đó ăn luôn. Mấy em ong sẽ sinh ra thêm cho mình rất là nhiều ong sắp tới ở đây. Và bây giờ thì mình sẽ cất bớt những cái bông hoa linh tinh của mình vô trong này hết đi, để chúng ta bắt tay vào công việc ở phía bên trên. Ở phía bên trên này thì cái cầu của mình đó các bạn, thì mình thấy là nó bên đây nè, nó đi thẳng vào phía bên đây, tự nhiên nó gục cái đầu xuống phía bên dưới này, thì nhìn ở phía bên ngoài vô á nè, nhìn ở đây vô các bạn, đó nhìn nó rất là kỳ luôn. Và ở đây thì tự nhiên đất nó chủng xuống á thì cũng rất là kỳ, cho nên là mình sẽ ốp ở đây lại luôn bạn. Ốp ở đây cho nó kiểu như nó bằng mặt ở phía bên kia luôn bạn, nó bằng phẳng ở phía bên kia luôn cho nó đẹp nha. Và ở đây thì mình sẽ ốp cho nó tự nhiên một chút, thì mình sẽ bỏ phần ở phía bên ngoài đi nè. Đó, rồi sau đó thì chúng ta ốp ở phía bên trên này lên cho nó liền mạch luôn nha. Và đây thì ốp toàn bộ bằng đất luôn cho nó bằng đi. À, chắc là mình sẽ ốp ở trong này trước để bạn. Ốp cái đoạn ở phía bên trong cũng như là đập bỏ cái phần đầu cầu này đi nha. Sau khi mà mình ốp đất xong á bạn, tạo thành một cái con đường đi thẳng qua phía bên này, thì mình sẽ chờ cho nó mọc cỏ lên đó bạn. Mọc cỏ lên sau đó mình sẽ xế đất cho nó giống ở lại phía bên đây nha. Và trong lúc chờ đợi đó thì mình sẽ làm cho mình một cái cầu thang để trong tương lai mình có thể đi lên trên chỗ cái nhà nấm màu xanh của mình nè. Thì ở đây mình sẽ làm cho mình những cái cầu thang đi. Cầu thang bằng gỗ xanh luôn bạn. Đây, căn nhà nấm màu xanh thì đương nhiên là cầu thang phải bằng gỗ xanh rồi. Mình sẽ đổi cho mình khoảng đâu đó là tầm một stack thôi bạn. Một stack để mình sẽ chuyển cho nó thành những cái cầu thang luôn nha. Đây đây, mình sẽ ốp sau đó cho nó tự nhiên ở đây. Ví dụ mình có 3 cái để mình leo lên trên và đi vô phía bên trong này. Ở đây thì mình có thể làm cho mình một cái cửa đó bạn. Cái cửa lên phía bên trên giống với lại cái nhà nấm kia của mình thôi. Và ở đây thì thiếu đúng một cái luôn bạn. Thiếu đúng một cái luôn. Cho nên là mình ốp vô luôn cho nó hoàn thiện nha. Đó, và sau đó thì mình có cái cửa trong này nè, ốp cái cửa vô luôn. Cái cửa thì mình sẽ cho nó nằm ở phía bên trong này đấy bạn. Ốp ở phía bên trong hơi sâu rồi. Đó, nó như vậy nè. Chúng ta sẽ có cửa đi ra đi vô. Và ở dưới này thì mình cần phải đào xuống để chúng ta ốp những cái cầu thang đi xuống phía bên dưới tới cái đường ở phía bên dưới luôn nha. Và ở đây thì cũng cắm vô cho mình những cái cây này luôn cho nó đẹp. Rồi, cái phần lá này thì đập bỏ ra đi. Hồi nãy ở đây mình có một cái cây đó bạn, mình mới vừa chặt đi á, cho nên là nó hơi vậy á. Còn dưới này thì mình có thể làm cho thành một cái hồ nước nữa bạn. Tận dụng cái không gian ở phía bên dưới này, thay vì mình cần phải ốp đất lại đó, thì mình sẽ làm thành một cái hồ nước ở dưới này luôn nha. Ở đây thì đặt cái rương ra, lấy hai cái xô ra. Mình sẽ làm cho mình một cái ô nước vô hạn ở dưới này trước. Rồi sau đó thì mình sẽ làm cái phần ở phía bên trên sau là hợp lý luôn. Chúng ta sẽ dễ dàng lấy được nước ở đây nha. Đấy, múc nước đổ hết vô trong những cái ô đây là chúng ta sẽ có một cái hồ nước ở đây thôi. Như vậy là chúng ta đã có được một cái hồ nước ở đây. Và mình sẽ múc nước và cho nó lên phía bên trên thử nha. Ở trên này thì mình sẽ đổ nước ở trong cái nhà của mình đó bạn. Ở trong cái khu vực này nè, cho nó chảy ra.
kiểu như đường nước thải đó các bạn. Đó, nó sẽ chảy ra phía bên ngoài và nó sẽ ok, nó lan ra phía bên ngoài luôn các bạn. Nó lan ra phía bên ngoài như vậy là không được, cho nên là mình cần phải chặn nó lại bớt. Chặn nó lại bớt như vậy nè, cho nó chạy đúng theo ý của mình nha. Và ở đây thì cũng chặn lại luôn. Rồi, ở phía bên ngoài này thì mình có thể đập ra được rồi đó. Đập ra như vậy đi bạn. Đó, đập cái phần này ra đi, phần này xấu lắm. Đập ra và giữ lại cho nó tự nhiên là được. Rồi, được rồi đó các bạn. Như vậy là chúng ta đã có được cho mình cái phần nước không chảy ra phía bên ngoài và nó chảy xuống phía bên dưới này. Nó như một cái con thác các bạn, chảy xuống phía bên dưới. Còn ở phía bên đây thì mình cứ làm cho nó một cái hồ nước tĩnh lặng là được. Như vậy là chúng ta đã có được cho mình hai cái hồ nước hai bên rồi đó các bạn. Mình có thể trồng cho mình những cái cây. Trồng cây lên chứ để cháu này chống bóc chống bơ hình rất xấu đó các bạn. Trồng cây thì mình sẽ trồng cho mình cái cây. Cái cây đẹp đẹp thì cái cây này nè, cây xoài là cây đẹp nè. Cây xoài là mình thấy là cây đẹp nhất á. Chúng ta sẽ trồng lên nha. Cây văn sam thì nó đen thui à, nó xấu. Cho nên là mình sẽ sử dụng cây xoài nha. Cây xoài thì mình sẽ trồng nó ở chính giữa cái hồ luôn bạn. Đúng rồi, chơi ngay chính giữa cái hồ trồng cái cây lên. Và bột xương thì mình bỏ ở dưới rồi, cho nên là cứ để từ từ nó mọc lên nha. Hay là đem kích thích luôn các bạn. Ở đây thì, đây thì còn hai ô nè. Còn hai ô thì mình sẽ lấy ra luôn. Trong lúc mà chờ cái cây nó mọc lên á. Rồi sau đó thì mình sẽ sử dụng cái xẻng để mình xới đất. Thì mình sẽ xới đất theo cái kiểu là xới đất lung tung đó các bạn. Xới đất lung tung để chúng ta tạo cái đường đi lên trên này nha. Còn ở đây thì phần đá thì mình sẽ dọn ra luôn. Wow. Ở phía bên dưới này mình có cái hang động. Cái hang động này hết rồi các bạn, nó có cái gì đó thôi à. Ở trên này thì mình cứ ấp đất lại có cỏ vô nha. Vậy là chúng ta sẽ có được cái cua quẹo qua phía bên đây. Và đây thì mình sẽ xới đất luôn. Chỗ nào chưa có đất thì kệ nó, để từ từ nó cũng sẽ lan đất thôi. Tình hình là mình mới vừa chạy xuống phía bên dưới lấy bột xương lên đó các bạn, thì cái cây ở đây nó cũng vừa mọc lên luôn. Và ở đây sẵn tiện có bột xương đó các bạn, thì mình sẽ kích thích cái khu vực này cho nó mọc cỏ lên để cho nó nhìn đẹp hơn nha các bạn. Chứ toàn cỏ màu xanh như vậy thì nhìn nó rất là xấu luôn ấy. Cho nên là cứ cho nó mọc cỏ lên ở đây cho nó tự nhiên đẹp hơn nè. Đó, ở trong này thì mình kích ở trong này thì nó sẽ mọc cho mình thêm cái phần tảo, phần cỏ biển lên luôn nha các bạn. Còn ở bên đây thì chúng ta cũng cho nó mọc cỏ lên luôn. Trong tập ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào chuyên môn là trang trí các bạn, trang trí cái khu vực này cho nó đẹp nha. Đó, và ở phía bên này thì mình thấy là cái chỗ những cái căn nhà tuyết của những anh dân làng đó các bạn, thì nhìn nó rất là xấu luôn ấy. Sắp tới thì mình sẽ có một cái chuyến là sửa chữa nhà cho anh dân làng, nâng cấp nhà cho anh dân làng đó các bạn. Cho nên bây giờ thì mình sẽ, chắc là mình sẽ vô trong cái nhà này mình làm cho mình một cái ít cái rương đi các bạn. Ít rương để mình tạm thời mình sẽ cất đồ trong này nha. Rương thì mình sẽ đặt cái rương này ra trước cái đã, để mình cất bớt cái những cái món đồ của mình vô trong này. Ví dụ như sắt nè các bạn, cất vô trong này, cũng như là đèn nấm cất vô trong này bớt đi. Và mình cần có cái bàn chế tạo. Bàn chế tạo thì mình dục lung tung hết các bạn, cho nên là chế tạo một cái đây luôn, tặng cho anh dân làng luôn các bạn. Làm sẵn làm cái rương và tặng luôn cho anh dân làng luôn nha. Ở đây thì mình sẽ đặt hai cái rương ở đây cho anh dân làng luôn. Và mình sẽ dục bớt đồ của mình vô trong này để mình sẽ lấy đồ mình dọn dẹp nha. Thì đồ mình sẽ dọn dẹp ở phía bên ngoài này nè. Đấy, mấy căn nhà tuyết này thì xấu quá, sắp tới thì mình sẽ xây dựng lại những cái căn nhà đẹp hơn. Còn bây giờ thì cứ đập ra nha. Và sau khi mà mình làm phép xong đó các bạn, thì cuối cùng nhà của những anh dân làng đã biến mất và chỉ còn lại là một mảnh đất trống thôi các bạn. Mấy anh golem thì xuất hiện ở đây rất là nhiều luôn. Ở đây thì mình có một cái lỗ nè, mình sẽ ốp lại luôn nha. Chỗ này hồi nãy chỗ của mấy anh golem đứng ấy, và mình thiếu đất rồi, cho nên là mình cần phải chạy vô trong nhà chạy vô trong nhà lấy đất ra để chúng ta ốp lại cái lỗ hổng ở đó nha. Để mình sẽ lấy cái diện tích mặt bằng để cho chúng ta bắt đầu trang trí. Ở trên này thì mình cũng sẽ trồng cỏ, tạm thời thì mình sẽ trồng cỏ thôi các bạn. Sắp tới thì mình có cái dự án nào đó cho anh dân làng đó bạn, trang trí nhà cho anh dân làng á, thì mình sẽ xây dựng ở đây một cái, bên đây một cái luôn nha. Còn bây giờ thì chúng ta cứ gì quăng bột xương xuống phía bên dưới này để cho cái khu vực này của mình nó sẽ trở nên đẹp hơn nè. Đó, mấy em ong cũng có thể bay lên trên này các bạn, hãy bay lên trên này lấy mật ong cũng được đó. Và mấy anh golem đứng đây để bảo kê ngôi làng đó các bạn. Ở đây mình có nên xây dựng cho mình những cây nấm hay không? Ví dụ như mình làm ở đây một cây nấm nè bạn. Cây nấm thì mình sẽ làm cây nấm màu xanh luôn. Đó, cây nấm địa ngục các bạn. Trang trí ở đây phong cách địa ngục cho nên là mình sẽ làm cây nấm màu xanh luôn nha. Thì cây nấm màu xanh thì mình sẽ sử dụng cái khói bứa màu xanh. Khói bứa kỳ dị nè bạn. Mình sẽ ốp. Thì cái cây chắc là mình sẽ làm giống cái cây ở phía bên trên bạn. Cái cây màu đỏ của mình giống ở phía bên trên thì mình sẽ làm cho nó ra cho mình là khoảng 2 ô đúng không? Hình như là mình nhớ là cho mình 2 hay 3 ô gì đó. Hình như là 2 ô. Đúng rồi, 2 ô các bạn. 2 ô mỗi một góc 2 ô vậy nha. Đó, kéo ra như vậy luôn. Đấy, bên đây thì cũng ra 2 ô luôn bạn. Ai nó vướng cỏ. Đứng khắp quá các bạn, nó vướng cỏ. Ở đây thì kéo lên luôn. Đó, như vậy là chúng ta đã có được cây nấm rồi đó bạn. Cây nấm thì mình cần phải có đèn nấm nữa.
đèn nấm thì cho nó đẹp hơn ấy. Thì mình sẽ đập ra vào cái cây đây, thì mình không có cái khúc đất, cho nên là tạm thời sử dụng cái rìu đỡ vậy. Cái rìu đập đó thì cũng chẳng khác gì đập bằng tay đó các bạn, cho nên nó hơi lâu một chút. À, như vậy là chúng ta đã có được một cái cây nấm màu xanh rồi đó các bạn. Cây nấm màu xanh ở phía bên kia mà mình sử dụng cây nấm màu xanh luôn là nó hợp lý hơn á. Ở bên đây nữa bạn. Đấy, thôi mình sẽ chặt cái cây này ra luôn nha. Mình sẽ thay vào đó thì bằng một cái cây nấm màu xanh ở trên này luôn. Và đây thì lá cây. Sự kết hợp giữa cây nấm và lá cây các bạn. Rồi thì mình sẽ trang trí bên đây trước cái đã. Ở đây thì mình sẽ đục ở phía bên dưới nè bạn, ốp vào cho nó giống với lại một cái trái nha bạn, kiểu như cái cây nấm nó ra trái hay gì đó. Ở dưới này ốp bốn góc luôn bạn. Do là cây nấm này do là cây nấm nhân tạo đó bạn, cho nên là nó sẽ đều như vậy đó. Nó sẽ ra rất là đều luôn. Và trên này thì lụm lại. Cao quá. Lụm lại rồi. Ok rồi đó. Ở bên kia thì cái phần lá cây chắc là nó không có tàn đi đâu các bạn. Và mình nhớ là mình có cây kéo mà đâu mất tiêu rồi. Chắc là mình cất vô trong rồi, cho nên là mình sẽ đập bằng tay luôn đi. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong được cái phần hai cây nấm hai bên rồi các bạn. Cho hai cây cầu rồi đó. Ở bên đây thì mình cũng vẫn có thể làm thêm cho mình được những cây nấm nữa đó các bạn. Để trang trí vô luôn cũng được. Nhưng mà mình thấy bên đây chắc là không được, không cần đó bạn. Hai cây nấm hai góc, hai đầu cầu là đẹp rồi. Ở đây thì sắp tới thì mình sẽ nghiên cứu một cái thiết kế rồi đó để xây dựng một cái căn nhà ở đây nè bạn. Chỗ này thì mình có thể đặt cây đèn ở đây để cho nó sáng sáng lên một chút nha. Do là buổi tối đó các bạn. Đó. Mình sẽ xây dựng một căn nhà ở đây cho anh dân làng cao cao lên phía bên trên một chút để bù lại cho những cái căn nhà hồi nãy mình đập đi nha. Và thiết kế thì mình sẽ nghiên cứu làm sao cho nó đẹp đẹp một chút, chứ xây dựng bình thường vậy bạn nhìn nó rất là xấu luôn. Và cũng như là thiết kế xây dựng theo cái phong cách địa ngục đó bạn. Đấy, mình muốn ở khu vực này thì sẽ là những cái căn nhà theo phong cách địa ngục cho nó hợp với lại cái phong cách của Minecraft 1.16 nha. Trong phiên bản 1.16 chúng ta sẽ thiên hướng về địa ngục một chút. Như vậy là trong tập ngày hôm nay chúng ta đã có được một cái tổ ong gọi là tổ ong chúa rồi đó các bạn. Còn bây giờ thì mình sẽ tạm dừng cái video này tại đây thôi. Nếu các bạn cảm thấy thích cái phần chơi này cũng như trong cái phần chơi xây dựng mà trang trí như vậy đó các bạn, thì hãy ủng hộ mình bằng cách để lại cho mình một like, một share cho video cũng như là một đăng ký kênh để mình biết các bạn thích những cái phần chơi như vậy để mà mình làm tiếp nữa nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo. Bye bye.